Chào mừng anh chị cùng quý vị khách quý đã trở lại kênh YouTube của sàn ô tô Việt Nam. Chắc hẳn thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp, nắng ấm đã lên thì chắc hẳn coronavirus 19 sẽ chết đúng không quý khách hàng? Thì sàn ô tô Việt Nam sẽ tung ra rất nhiều sản phẩm mới để đến với quý khách hàng, để chúng ta đến sàn ô tô Việt Nam để mua những chiếc xe hộp thật sự ưng ý. Quý khách muốn biết thông tin chi tiết của những chiếc xe mà sàn ô tô Việt Nam chào bán thì chỉ cần nhấc máy gọi ngay cho tôi là 0917399798 hoặc 25 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để ta chạy thử những chiếc xe mà sàn ô tô Việt Nam hiện tại đang có mà đang sắp về quý khách hàng nhé. Và sàn ô tô Việt Nam chỉ gửi đến quý khách hàng một lời nói thật sự chân thành, đó là gì quý khách hàng biết không? Đó là những chiếc xe chào bán tại sàn không đâm và không ngập nước. Nếu phát hiện đâm ngập nước thì chỉ cần gọi cho tôi, nhất định tôi sẽ nhận lại xe và trả lại tiền và tặng quý khách hàng 100 triệu đồng nếu tại sàn bán xe ra đâm và ngập nước quý khách hàng nhé. Và ngay lúc này đây thì sàn ô tô Việt Nam sẽ giới thiệu với quý khách hàng một dàn ô tô siêu to khổng lồ. Đó là một chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất 2018, động cơ 2.5, mặt híp cực đẹp đúng không quý khách hàng? Form mới nhìn rất là đẹp, khác biệt so với dòng xe khác. Mặt nạ đằng trước của chiếc xe Mazda thì cực kỳ hầm hố và đầy sang trọng. Động cơ 2.5 chạy trên các cung đường cực kỳ bút quý khách hàng ơi. Giá chào bán tại sàn giá là 928 triệu cho chiếc xe Mazda này. Cũng rẻ được đôi trăm triệu trên đôi trăm triệu rồi quý khách hàng ạ. Chiếc xe này đăng ký tháng 12 năm 2018 lăn bánh tại Hà Nội. Giá chào bán tại sàn là 928 triệu, chạy 2 vạn mốt quý khách hàng nhá. Quý khách muốn biết thông tin chi tiết của chiếc xe Mazda CX-5 động cơ 2.5 thì đến ngay 25 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để ta chạy thử chiếc xe Mazda CX-5 này. Nằm bên tay trái tôi đó là một chiếc xe cực kỳ sang trọng và đầy lịch lãm. Năm 2014 chủ bỏ ra rất nhiều tiền mới có một chiếc xe mẹc S400 quý khách hàng nhé. Mặt tàn nhiên đằng trước của chiếc xe mẹc S400 cực kỳ đẹp. Ngôi sao ba cánh thì chắc hẳn là chưa bao giờ hết mốt trên các thị trường châu Âu và Việt Nam và các nước lân cận. Đó là chiếc mẹc S400, động cơ 3.0, giá chào bán tại sàn quý khách hàng biết bao tiền không? 2 tỷ 350 triệu, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 75% giá trị xe cho chiếc xe mẹc S này. Nội thất bên trong thì màu da bò cực đẹp, đầy sang trọng. Chúng ta sẽ đến 25 Lê Văn Lương để chạy thử quý khách hàng nhé. Còn đây là chiếc xe Jaguar, động cơ 2.0, sản xuất 2013, đăng ký lần đầu tại Việt Nam 2014. Xe mang chính chủ tên tôi, 30F729.98. Trước kia tôi mua của anh chủ 1 tỷ 500 triệu, nhưng mà hiện tại tôi bán chỉ có 1 tỷ 250 triệu cho chiếc xe Jaguar này thôi. Bây giờ tôi nhà tôi mua gần ở đây rồi nên là tôi muốn bán bỏ đi, tôi đi con xe nhỏ thôi, tại vì là chở bọn trẻ con rồi nó cũng không đi học, nó đi học nữa, thế tôi muốn bán bỏ với khách hàng nhé. Còn đây là một em xe đen cực đẹp, đầy cá tính. Đó là một chiếc xe mẹc E200 sản xuất 2017, động cơ 2.0. Năm 2017 chủ phải bỏ ra đến trên 2 tỷ đồng mới có một chiếc xe mẹc E200 này. Mà sàn ô tô Việt Nam chào bán giá chỉ có 1 tỷ 730 triệu, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 75% giá trị xe. Đặc điểm của chiếc xe mẹc là như nào quý khách hàng biết không? Xuất hóa đơn đỏ 1 tỷ 650 triệu. Thì còn chần chừ gì nữa mà không dinh em nó về công ty của mình đúng không quý khách hàng? Còn đây là một chiếc xe gì mà nó lại màu trắng đến như vậy mà đăng kiểm nó lại dài hạn đến năm 2021 mới hết hạn. Đó là một chiếc xe BMW 320i, động cơ 2.0, mui trần. Trời nắng này mà ta mở mui ra mà ta đi chơi thì quá là sành con nhà bà Điệu đúng không quý khách hàng? Giá chào bán tại sàn 950 triệu, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 30% giá trị xe cho chiếc xe BMW 320i này. Chỉ cần gọi ngay cho tôi để được sở hữu và chạy thử em nó trên đường cao tốc quý khách hàng nhá. Còn đây là một chiếc xe mẹc C300 AMG Turbo tăng áp, nâng hạ gầm, động cơ 2.0. Chiếc xe mẹc này được hãng Hasako bên đường bảo hành quý khách hàng nhá. Xe chạy hơn 3 vạn km cực đẹp. Chiếc xe cảm biến trước sau đầy đủ, camera quanh xe, camera 360, camera đằng trước. Có rất nhiều các tiện ích khác mà tầm phân khúc trên tỷ không qua được. Giá chào bán tại sàn 1 tỷ 385 triệu, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 75% giá trị xe. Ta cứ vay 900 cho đến 1 tỷ cho nó máu quý khách hàng ạ, tội gì. Ngân hàng cho vay là tao vay thôi, tiền ít mà thịt thì lại nhiều, mà giá cả thì lại phải chăng mà ưu điểm vượt trội.
Sàn ô tô Việt Nam hướng đến năm 2020 sẽ làm tốt hơn người đối diện và giá rẻ hai bên cạnh tranh. Tại làm sao dám khẳng định như vậy? Tại vì sàn ô tô Việt Nam bán xe vừa và nhỏ, vừa túi tiền túi khách hàng, đúng không nào? Chúng ta sẽ hướng vào bên trong để kiểm tra xem sàn có những chiếc xe gì mà lại chào bán ngày hôm nay. Sẽ giới thiệu một em Karen số sàn trước nhé. Đây là một chiếc xe Kia Karen số sàn, sản xuất 2016, 7 chỗ, động cơ 2.0. Mà sàn ô tô Việt Nam chào bán giá là 385 triệu, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70% giá trị xe, giảm ngay 10 triệu đồng cho chiếc xe Kia Karen này. Còn đây là một chiếc xe Hyundai Veloster. Tôi cứ để đi mãi nên là cũng vẫn cứ chào bán đấy, nhưng mà hôm nay tôi sẽ giảm giá để bán chiếc xe Hyundai Veloster này luôn. Giá chào bán tại sàn là 465 triệu. Tặng quý khách hàng nào mua ngay hôm nay, giảm ngay cho quý khách hàng 5 triệu và tặng 2 chỉ vàng kèm theo. Giá chỉ còn có 450 triệu cho chiếc xe Hyundai Veloster này. Chủ rất cẩn thận đội cho mình đôi đèn pha Michelin cực đẹp, cực sang trọng, đầy sáng. Nếu bạn nào mà chưa có vợ mà mua con này mà đi tán gái thì chắc hẳn là đèn soi siêu sáng thì nhà đấy là giả gả luôn con gái chồng. Đấy, giả luôn luôn. Nếu mà tôi mà là mẹ vợ mà anh nào mà đến tìm hiểu một cái chiếc xe Veloster là tội giả luôn. Tính rồi thế. Đấy, gả luôn cho. Hoặc là các chị nào mà chưa có chồng ấy mà đi con xe này thì chắc hẳn là anh ấy đã mê luôn. Thế là thôi lấy chồng sẽ đắt hàng thôi, có gì đâu, rất đơn giản mà tìm rất dễ, đúng không? Ta sẽ giật vào trong kiểm tra xem sàn ô tô Việt Nam có những chiếc xe gì nữa nào. Đây là một chiếc xe Cruise Chevrolet khung gầm taxi của Mỹ, công nghệ Mỹ, số sàn, sản xuất 2017, giá chào bán tại sàn 435 triệu, tặng 2 chỉ vàng đi rồi còn có 425 triệu, tặng tiếp 5 triệu nữa để đổ xăng về cho nó máu, còn có 420 triệu thôi. Thì còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay cho tôi để được sở hữu những chiếc xe mà sàn ô tô Việt Nam chào bán quý khách hàng ơi. Chúng sẽ tiến về bên phải để kiểm tra xem con Camry này đã được về với chồng rồi. Con Camry này ngày kia sẽ về Ninh Bình, em sẽ về với Ninh Bình rồi. Thì sàn ô tô Việt Nam có 2 chiếc Camry, đó là một chiếc xe Camry model 2010 nhập Mỹ, giá chào bán tại sàn là 625 triệu, giảm 10 triệu còn 615 triệu. Quý khách hàng nhé, sàn ô tô Việt Nam có 3 chiếc xe chưa về đến nhà. Honda Civic động cơ 2.0 model 2010, giá chào bán tại sàn 375 triệu, giảm 10 triệu đi còn 365 triệu cho chiếc xe Honda Civic. Xe cực đẹp, đại chất, máy nguyên, xe không lỗi. Nếu phát hiện tại sàn đâm vào ngập nước thì sàn ô tô Việt Nam sẽ nhận lại xe và trả lại tiền cho quý khách hàng. Còn đây là chiếc xe Mazda 3, sản xuất 2017, động cơ 1.5, giá chào bán tại sàn chỉ có 575 triệu, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 400 triệu đồng. Ta chỉ có bỏ ra hơn 100 triệu thôi mà ta đã có em nó đi rồi quý khách hàng ơi. Còn chần chừ gì nữa mà không đến sàn ô tô Việt Nam để được sở hữu chiếc xe Mazda 3 sản xuất 2017 này, đúng không quý khách hàng? Anh chủ rất cẩn thận, cảm biến trước sau đầy đủ, đèn Michelin đã được độ trị giá hơn 5 triệu đồng. Anh này là anh công an quý khách hàng nhá, nên là rất là sành điệu. Còn em BMW 320i kia đang được lắp màn hình bên trong, đã được về với chủ của nó rồi, nên là anh chủ chị bảo là chị lắp cho tôi cái màn hình cái, bảo 15 triệu thôi, có cái gì đâu, màn hình rất đẹp, đúng không quý khách hàng? Chúng ta sẽ hướng về bên trong kia để kiểm tra xem là sàn ô tô Việt Nam có những chiếc xe nào. Công ty chúng tôi hiện tại có rất nhiều các dòng xe. Tôi sẽ giới thiệu chiếc con xe màu trắng này trước. Thì sàn ô tô Việt Nam có hẳn một đôi Cruise Chevrolet. Cruise Chevrolet quý khách hàng nhé. Nằm bên kia như con này nó là Chevrolet Avel, sản xuất 2016-17, có cả một đôi, giá chào bán là 355 triệu, 345 triệu cho những chiếc xe Chevrolet. Con 2016 thì giá là 345 triệu, con 2017 thì là 355 triệu. Xe cực kỳ chắc chắn, nó là khung gầm taxi của Mỹ, công nghệ Mỹ, tôn Mỹ, rất chắc chắn rồi quý khách hàng này. Còn đây là một chiếc xe cực kỳ đẹp nhưng mà đang rất là kén các anh chủ, nên là sàn ô tô Việt Nam hôm nay cũng giảm giá cho chiếc xe Audi Q7 động cơ 3.0 sản xuất 2010, form 2011. Giá chào bán tại sàn là 1 tỷ 180 triệu. Tặng cho quý khách hàng nửa cây vàng 5 chỉ đi cho nó máu thì chỉ còn có 1 tỷ 150 triệu thôi. Quý khách hàng muốn đến để chạy thử chiếc Audi này trên các cao tốc thì cứ đến sàn ô tô Việt Nam, thì sàn ô tô Việt Nam sẽ đổ xăng mời quý khách chạy cao tốc để cảm nhận chiếc xe Audi này, độ an toàn của nó như thế nào. Cảm biến trước sau đầy đủ, hai rửa đèn pha tự động,
có rất nhiều tính năng khác mà tầm trên thì không có được. Tại sao nó lại khó có người yêu đến như vậy? Lý do là nó không vay được ngân hàng nhiều nên là chưa có người yêu đến nó thôi. Còn nếu vay được ngân hàng nhiều thì em về với chồng rất lâu rồi chứ không phải đến như này đâu quý khách hàng nhá. Còn em này thì đã về với chủ của mình rồi, em đã về với chủ của mình, em chỉ lên sóng trong một giây mốt thôi thì em đã về với người yêu trên Hòa Bình, đất Hòa Bình, đất Cam, rất yêu quý em này. Và yêu nó trong một giây mốt là em nó đã về với đội của mình rồi. Quý khách muốn tìm cho mình những chiếc xế hộp thật ưng ý hoặc những chiếc bán tải hoặc những chiếc morning, bất kỳ những dòng xe nào thì sàn ô tô Việt Nam sẽ đáp ứng đủ nhu cầu cho quý khách hàng. Nhưng mà phải gọi điện trước để sàn ô tô Việt Nam tìm và kiếm cho quý khách hàng nhé. Trời cực kỳ nắng, ủng hộ đất nước Việt Nam để con virus Corona 19 sẽ chết đúng không quý khách hàng? Để đất nước mình càng phát triển mạnh hơn nữa. Cảm ơn quý khách hàng trong thời gian qua đã luôn sát cánh đồng hành cùng sàn ô tô Việt Nam, luôn chia sẻ bài và đăng ký kênh cho hai chị em để hai chị em có động lực quay những chiếc xe chào bán tại sàn cực đẹp. Hứa với bản thân mình là năm 2020 sẽ làm tốt hơn năm 2019. Quý khách hàng muốn biết thông tin chi tiết thì cần nhấc máy gọi ngay cho tôi là 0917399798 hoặc 25 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Quý khách yên tâm một điều là mua xe của tôi nhé, thì không khác gì tiền để trong két đâu. Tại vì để trong két xe đi, nếu phát hiện đâm mà tôi nhận lại xe trả lại tiền tặng 100 triệu thì hơn cả lãi ngân hàng đúng không nào? Quá an toàn là chắc chắn quý khách hàng nhé. Có rất nhiều các dòng xe. Xin chào, thân ái và hẹn gặp lại quý khách hàng trong lần livestream mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.